Phong Thanh xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phong Thanh sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn làm ủ trứng như các bạn từ cái vòng đời mà trứng chuẩn bị lấy ra và đến khi nở mình đưa vào chuồng như thế nào nha các bạn. Rồi Phong Thanh xin mời các bạn cùng theo dõi Phong Thanh nha. Thì đây là những cái ngày mà là Phong là quay clip cho các bạn là những cái ngày từ khi mà lấy trứng cho đến ngày thứ hai, thứ tư, và thứ sáu và thứ bảy. Thì đây là những cái vòng đời mà trứng nở và cái hình ảnh những ngày là nở như thế nào nha các bạn. Thì Phong Thanh cũng đã quay lại cho các bạn xem là cái trứng nó sẽ phát triển và có màu như thế nào. Thì mỗi cái ngày qua khác nhau thì trứng nó sẽ thay đổi khác nhau các bạn. Thì từ khi mà cái trứng nó đẻ là nó màu vàng, khi mà nó chuẩn bị nở và mỗi ngày nó sẽ chuyển qua màu hơi trắng trắng và bắt đầu là trắng đục, là dế bắt đầu nở nha các bạn. Thì các bạn để trong cái bao sơ dừa thế nào thì qua mỗi ngày thì các bạn nên xới trộn cho nó đều khoảng 2-3 ngày, các bạn xới một lần nha, cho nó đều cái sơ dừa để cho con dế nó có độ ấm áp và ẩm đều nha các bạn. Thì khi trứng dế nở thì các bạn chuẩn bị chuồng cho dế vào nha các bạn. Thì cũng tùy theo các cái chuồng mà của các bạn như thế nào thì cách xếp dĩ và cách làm như thế nào thì nó sẽ khác nhau. Thì ở trại Phong Thanh á, thì được thiết kế chuồng như thế này thì Phong Thanh trải những cái giấy đó các bạn. Thì Phong trải một lớp ở dưới rồi xong Phong Thanh sẽ trải cái bao lên. Rồi khi đó thì Phong sẽ xả trứng ra, đổ trứng ra. Thì thường dế của Phong Thanh là khoảng 7 ngày đến 8 ngày là dế bắt đầu nở nha các bạn. Thì trong thời gian dế nở, trong dế ủ trong chuồng này á, thì khoảng từ 4 đến 5 ngày thì Phong Thanh sẽ lấy những cái bao và tách những con dế ra khỏi sơ dừa nha các bạn. Thì mình trải cái bao như vậy á, ở phần dưới của sơ dừa, phần đáy các bạn, thì mình trải bao như vậy là nó bị thoáng, nó sẽ thoáng ở phần dưới á, nó sẽ không có giữ cái độ ẩm của hơi nước của trong cái sơ dừa ra. Khi mà các bạn trải những miếng bạc hay miếng gì á, miếng su gì đó là sẽ không có thoát được hơi ẩm, là nó sẽ làm ẩm cái sơ dừa của mình, là nó sẽ làm con dế mình nó bị ngập nước các bạn, ngập nước hoặc là ngập không khí. Tại độ ẩm nó ra, con dế nó vẫn còn nhỏ thì cái hơi ẩm của nó và những cái giọt nước nó sẽ làm con dế chết nha các bạn, và cũng có thể là làm trứng của các bạn bị ung. Thì ở Phong Thanh á, thì khi mà các đi Phong Thanh ủ trứng á, thì dùng đến bao, dùng những cái bao loại nó có lỗ như là bao gạo đó các bạn, thì mua ở cửa hàng mình làm cho nó thông thoáng, có độ thông thoáng. Còn cái sơ dừa thì lúc ban đầu mình cho trứng ra thì mình đã tạo độ ẩm rồi, thì bây giờ là khi mà trứng nở thì các bạn đổ ra, các bạn cũng phải dùng những cái loại bao mà cho nó thông thoáng nha. Thì trong chuồng thì các bạn thì cũng phải rải thức ăn rồi các bạn. Thì những cái video lúc đó thì Phong cũng đã hướng dẫn cho các bạn rải thức ăn làm như thế nào rồi. Thì cái này thì Phong quên rải thức ăn ở phần đít, tức ở phần dưới các bạn, thì Phong Thanh dở lên rải nha, chứ ban đầu thì các bạn nên rải cho nó dễ hơn. Khi mình rải thức ăn vậy là con dế là khi nó thoát, khi mà nó lớn, khi mà nó nở xong á thì nó cứng cáp, nó sẽ bò ra và nó kiếm thức ăn các bạn, cũng như là tập thói quen cho con dế nó ăn á. Thì trong cái thời gian dế nở á, thì các bạn cũng có dùng
bí hay những cái gì mà có thể cho ăn mà ở các bạn có thể cho nó ăn được. Thì ở những các video trước thì Phong cũng đã hướng dẫn một chi tiết cho các bạn là những cái trải qua làm như thế nào, nhưng mà do lần này thì Phong cũng đã cải tiến và làm cả, cũng thay đổi có nhiều cách so với những cái lần trước nha các bạn. Thì mỗi lần thì Phong làm một hai vụ thì Phong thanh sẽ làm cái kiểu khác nhau, làm cái kiểu nào cho nó phù hợp và cách cho nó đơn giản và nuôi con dế nó đạt nha các bạn, chứ không phải là Phong thanh sao tại sao mà các bạn lại nói ở trước Phong làm khác mà đợt này thì Phong làm khác. Khác là lý do là mỗi lần là Phong sẽ thay đổi cái cách cải tiến và làm cho con dế nó thành cho nó đạt và hiệu quả hơn nha các bạn. Thì dế nhì nhì các bạn cứ trải lên là ủ ấm cho nó các bạn, ánh sáng hay là những hơi nóng hay là thời tiết lạnh đó, thì có thể cái bao này có thể giữ ấm được và thoáng khí cho con dế nó nở đều hơn nha các bạn. Thì cũng tùy theo số vùng của các bạn, ở miền Nam miền Bắc thời tiết sẽ khác nhau. Nếu mà thời tiết có lạnh thì các bạn phải dùng đến sưởi đèn nha. Rồi thì Phong Thanh hôm nay hướng dẫn chia sẻ tới là đây cho các bạn, thì kết thúc đây các bạn, thì Phong Thanh sẽ xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những video tiếp theo nha.